Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 công bố trưa 20 tháng 8. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 164.342 ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch thứ tư và trải qua 43 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 16 tăng cường. Cuộc họp báo diễn ra khoảng 10 phút, không có hỏi đáp. Theo ông Hải, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống COVID-19 nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để nâng cao hiệu quả chống dịch, thành phố tiếp tục nâng cao, siết chặt với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch, gồm 5 giải pháp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo thực hiện quy định giãn cách xã hội, ai ở đâu yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã, thị trấn, tập trung chăm lo bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực nguy cơ rất cao, vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Người dân được yêu cầu thực hiện 5K, không tập trung mua gom lương thực, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa. Trong thời gian thực hiện các biện pháp nêu trên, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê thông tin thêm. Những biện pháp này là bước nâng cao, tập trung, đẩy mạnh hơn để thực hiện hiệu quả nhất các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Chính phủ yêu cầu trước 15 trên 9 thành phố phải kiểm soát được dịch, do vậy 5 giải pháp trên sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Các kế hoạch cụ thể sẽ được công bố khi phương án hoàn thành, ông Khuê nói và cho biết khi đó sẽ thông tin những lực lượng được ra ngoài đường, việc cung ứng hàng hóa ở khu dân cư, hoạt động của các trạm y tế lưu động. Theo ông Khuê, không có chuyện đóng cửa thành phố Hồ Chí Minh như lời đồn mà thành phố tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát. Theo đó, thành phố tập trung, chuyên sâu, nâng cao hơn các giải pháp chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến 15 trên 9 như nghị quyết 86 của chính phủ. Như vậy, để ứng phó diễn biến dịch bệnh phức tạp, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào cuối tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội với các cấp độ thắt chặt tăng dần. Cụ thể, từ 31 tháng 5 đến 14 tháng 6 thành phố giãn cách theo chỉ thị 15, từ 15 tháng 6 đến 8 tháng 7 giãn cách theo chỉ thị 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ 9 tháng 7 đến 15 tháng 9 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong đó có 26 ngày thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngừng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ,